chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang. Chương trình thời sự trưa nay thứ Bảy ngày 12 tháng 2 năm 2022 có những thông tin đáng chú ý sau. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành họp với các bộ ngành và địa phương về tình hình chuẩn bị đầu tư các dự án đường bộ cao tốc khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025, trong đó có tuyến cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng. An Giang bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy học trực tiếp. Các huyện Phú Tân, Thoại Sơn, Chợ Mới và thành phố Long Xuyên tổ chức đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh điểm cấp xã phường nhiệm kỳ 2022-2027. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 11 tháng 2, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ký công văn 112 trên UBND-KCVX về việc đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy học trực tiếp. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau. Căn cứ vào việc đánh giá cấp độ dịch của địa phương đến tận địa bàn cấp xã để chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể, sớm đưa học sinh trở lại trường để tổ chức dạy học trực tiếp. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp Sở Y tế, các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng các phương án kịch bản chi tiết, cụ thể và tổ chức diễn tập xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp. Hướng dẫn yêu cầu các cơ sở giáo dục phải có các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn quy định về đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại phụ lục 1, phụ lục 2 ban hành kèm theo công văn số 4726 trên BGDT-GGTC ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Y tế khẩn trương triển khai các hoạt động tập huấn cho đội ngũ nhân viên y tế trường học, hiệu trưởng và giáo viên về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi đưa học sinh trở lại trường học trực tiếp. Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các hoạt động tuyên truyền cho học sinh, cha mẹ học sinh tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành giáo dục và ngành y tế. Sở Y tế chủ trì phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục đều có đầu mối cơ sở y tế phối hợp chặt chẽ với cơ sở giáo dục và cùng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về chuyên môn trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại trường học. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát, đánh giá các tiêu chí bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại các trường học, theo hướng dẫn tại công văn số 4726 trên BGDT-GGTC ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản khác có liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế. Cũng trong chiều ngày 11 tháng 2, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Thư đã ký công văn 116 trên UBND-KCVX về việc phê duyệt đối tượng tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 17. Theo đó, An Giang được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phân bổ 43.290 liều vaccine Pfizer và 10.000 liều vaccine AstraZeneca và nguồn vaccine Verocell của tỉnh còn lưu giữ tại kho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh 910 liều. Với lượng vaccine này, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phân bổ cho Trung tâm Y tế 11 huyện, thị xã, thành phố, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Bệnh viện Sản Nhi An Giang, Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh, phòng khám CDC, bệnh xá, quân y để triển khai tiêm liều cơ bản và nhắc lại theo đúng quy định tại công văn 10722 trên BITDB ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đề nghị các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tiêm vaccine phải đảm bảo thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19, bố trí giãn cách hợp lý giữa những người đến tiêm, tổ chức lịch hẹn tiêm theo giờ, đợt, người đến tiêm phải đến đúng giờ hẹn, không đến sớm, đeo khẩu trang, đảm bảo nguyên tắc 5K, không để tình trạng tập trung đông người, ùn ứ tại các điểm tiêm gây nguy cơ lây nhiễm chéo và lây lan dịch trong cộng đồng. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Y tế hỗ trợ các địa phương nhập dữ liệu trong mỗi đợt tiêm phải đảm bảo đồng bộ, đúng tiến độ và báo cáo Bộ Y tế theo quy định. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân huyện An Phú tổ chức họp mặt các doanh nghiệp đầu năm mừng xuân Nhâm Dần 2022 để giao lưu trao đổi giữa các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh, đầu tư, xây dựng, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện An Phú thông tin những định hướng phát triển năm 2022.
Theo đó, huyện An Phú sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh, vừa khôi phục phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh, đồng thời đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, khai thác lợi thế kinh tế biên giới, phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng tuyến dân cư với các dự án đang mời gọi đầu tư. Khu đô thị Tây Sông Hậu, giang thị trấn An Phú sẽ tạo bộ mặt trung tâm An Phú thông thoáng, văn minh. Cầu An Phú - Vĩnh Lộc kết nối với thị xã Tân Châu đi thành phố Hồ Chí Minh. Cầu Vĩnh Trường, tuyến giao thông nông thôn ba xã Bờ Đông tạo điều kiện phát triển nông nghiệp xã Vĩnh Hậu, Vĩnh Lộc, Phú Hữu. Khu đô thị 50 ha trên kênh Thầy Bàng và khu thương mại thị trấn An Phú. Khu dân cư Mương Tám Xóm, xã Khánh An. Cũng theo Ủy ban Nhân dân huyện An Phú, năm 2021 vừa qua, trong điều kiện khó khăn vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, nhưng các doanh nghiệp đã có những đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của địa phương. Huyện đã thực hiện đạt và vượt 20 trên 21 chỉ tiêu kinh tế xã hội, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 603 tỷ đồng, giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 22% so với cùng kỳ. Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện mục tiêu đảm bảo chương trình dạy học gắn với phòng chống dịch COVID-19 khi học sinh bắt đầu quay trở lại học trực tiếp, các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Long Xuyên đã chủ động triển khai nhiều biện pháp sẵn sàng đón học sinh trở lại trường một cách an toàn. Để chuẩn bị tốt nhất cho học sinh trở lại trường, những ngày qua kế hoạch tổ chức dạy học từ ngày 14 tháng 2 đối với học sinh từng khối lớp đã được thông báo cụ thể. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng yêu cầu các trường chủ động xây dựng phương án chi tiết phù hợp và cách xử lý tình huống nếu có F0, F1 tại lớp học, trường học để đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho học sinh. Thành phố cũng thành lập các đoàn kiểm tra, rà soát các điều kiện lập phương án chuẩn bị việc mở rộng dạy học trực tiếp cho học sinh các khối 7, 8, 9. Qua kiểm tra, các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Long Xuyên đã cơ bản hoàn thiện các điều kiện đón học sinh, bảo đảm các tiêu chí trường học an toàn theo quy định. Có phương án ứng phó, chuyển trạng thái học khi cần thiết, với tinh thần cố gắng ở mức cao nhất để việc dạy học không bị gián đoạn và bảo đảm an toàn cho học sinh. Trước khi các em học sinh trở lại trường, thì trong thời gian này, Phòng Giáo dục Đào tạo cũng đã chỉ đạo hiệu trưởng các trường theo dõi, rà soát lại về cái kế hoạch dạy học, điều chỉnh theo cái hướng chỉ đạo của Bộ Dục Đào tạo, đảm bảo về những nội dung cơ bản cốt lõi như không gây quá tải đối với các học sinh. Sau khi có thông báo học sinh được đi học trở lại, các trường học đã chủ động tổng vệ sinh trường lớp, khử khuẩn, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, xây dựng kế hoạch giảng dạy, bảo đảm điều kiện sẵn sàng đón học sinh. Các trường cũng đã sắp xếp thời khóa biểu phù hợp, bảo đảm việc tổ chức dạy theo hai hình thức: trực tuyến đối với riêng khối học sinh lớp 6, trực tiếp đối với học sinh từ khối lớp 7 đến khối lớp 9. Đặc biệt, các nhà trường cũng quan tâm tới công tác hỗ trợ tâm lý cho học sinh khi quay trở lại trường. Đồng thời, các thầy cô giáo cũng được chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học trực tiếp. Cùng với đó, các nhà trường cũng tích cực tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh về công tác phòng chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế, bố trí thời điểm ra vào lớp, thời điểm bắt đầu và kết thúc buổi học, thời gian nghỉ giữa các tiết học và quản lý học sinh đảm bảo phù hợp. Nói chung thì để mà tạo một cái tâm thế tốt nhất đón các em học sinh trở lại trường thì ban giám hiệu nhà trường cũng chủ động xây dựng cái phương án để mà chuẩn bị đón các em. Cái thứ nhất là cái khâu công tác tuyên truyền đó, thì nhà trường ra một cái thông báo triển khai đến cho giáo viên chủ nhiệm các lớp, tạo cái tâm thế phấn khởi để cho các em trở lại trường. Cái vấn đề thứ hai là trong cái khâu mà vệ sinh, chuẩn bị cho cái cảnh quan sư phạm, vệ sinh ở các cái lớp học, rồi chuẩn bị các cái dụng cụ sát khuẩn, nước rửa tay sát khuẩn, xà phòng, rồi máy đo thân nhiệt, vân vân. Rồi ngoài ra thì nhà trường cũng có trang bị thêm một số cái pano dán ở các lớp để cho các em nắm được cái công tác phòng chống dịch. Để đón hơn 12.600 học sinh khối 7, 8, 9 trở lại trường học trực tiếp, vấn đề an toàn phòng chống dịch bệnh luôn được đặt lên hàng đầu. Tin tưởng rằng với sự chỉ đạo sát sao của thành phố, sự chuẩn bị chu đáo của ngành giáo dục và sự vào cuộc đồng hành của các bậc phụ huynh, sự ủng hộ của toàn xã hội, học sinh thành phố Long Xuyên sẽ tiếp tục có được niềm vui khi đến trường học trực tiếp, từ đó tiếp thêm động lực để thầy và trò cùng cố gắng, phấn đấu giúp các em được thụ hưởng môi trường giáo dục tốt nhất. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân huyện Thoại Sơn tổ chức lễ trao quyết định về công tác cán bộ.
Tại buổi lễ, Phòng Nội vụ huyện Thoại Sơn thông qua quyết định sáp nhập Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Thoại Sơn, đồng thời trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Trần Minh Đàn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất đến nhận nhiệm vụ tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện. Ngoài ra còn trao quyết định chuyển công tác ông Phạm Thanh Tân, viên chức Trung tâm Phát triển Quỹ đất nhận nhiệm vụ tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Thoại Sơn. Hội cựu chiến binh xã Quốc Thái vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là địa phương được Hội cựu chiến binh huyện An Phú chọn làm điểm. Nhiệm kỳ qua, Hội cựu chiến binh xã Quốc Thái luôn giữ vững và phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong phong trào cựu chiến binh gương mẫu, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, hội đã vận động hội viên và nhân dân tham gia đóng góp trên 1,6 tỷ đồng thực hiện các công trình tại địa phương. Tại đại hội, các đại biểu đã thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu 11 đồng chí vào ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân vừa tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị được huyện đoàn Phú Tân chọn làm đại hội điểm cấp xã. Nhiệm kỳ qua, với tinh thần tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Bình Thạnh Đông đạt nhiều kết quả tích cực. Các công trình phần việc thanh niên được duy trì và phát triển, mang lại hiệu quả cao. Trong 5 năm, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Bình Thạnh Đông đã thực hiện đạt và vượt 8 trên 12 chỉ tiêu, tiêu biểu là xây dựng được một điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, xây dựng nhà tình bạn. Đặc biệt có nhiều hoạt động xung kích tình nguyện ý nghĩa, đóng góp vào công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương. Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Vĩnh Chánh cũng vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027. Nhiệm kỳ qua, các phong trào hành động cách mạng tiếp tục được duy trì và phát triển, phát huy được vai trò của đoàn viên, tạo điều kiện để đoàn viên cống hiến, rèn luyện và trưởng thành trong tổ chức đoàn. Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên thanh niên còn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đã cấp mới một cây cầu giao thông nông thôn trị giá 310 triệu đồng, cấp mới và sửa chữa 6 căn nhà tình bạn, phối hợp với sinh viên các trường đại học và các mạnh thường quân tổ chức khám trị bệnh miễn phí cho 700 bệnh nhân, tặng 100 chiếc xe đạp, tập sách, bảo hiểm y tế cho các em học sinh nghèo, cận nghèo, khó khăn, tặng quà cho gia đình chính sách, người già neo đơn các dịp lễ Tết với trị giá gần 1 tỷ đồng. Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị được huyện đoàn Thoại Sơn chọn tổ chức đại hội điểm, sau đó rút kinh nghiệm để tổ chức đại hội đoàn các xã thị trấn trong toàn huyện. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Hội An, huyện Chợ Mới cũng vừa tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là địa phương được huyện đoàn Chợ Mới lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở khối xã thị trấn. Nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành xã đoàn Hội An đã thực hiện tốt công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đạt được những kết quả tích cực, qua đó thực hiện đạt và vượt 15 trên 15 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Nhiệm kỳ 2022-2027, Ban chấp hành xã đoàn đề ra 10 chỉ tiêu và thực hiện các phần việc như sửa chữa và cấp mới 10 căn nhà nhân ái, thực hiện 5 công trình phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ giới thiệu 20 đoàn viên thanh niên vay vốn để giải quyết việc làm cho người lao động địa phương. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành khóa mới gồm 15 đồng chí. Nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên đã tập trung tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả, từng bước khơi dậy tính tình nguyện xung kích vì cộng đồng của đoàn viên thanh niên. Nhiều hoạt động đạt được kết quả tốt như phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc. Tại đại hội, đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027, Ban chấp hành Phường Đoàn Bình Khánh đã biểu quyết thông qua 15 chỉ tiêu, 4 công trình thanh niên phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ, đồng thời tiến hành bầu ban chấp hành khóa mới gồm 13 đồng chí. Đây là địa phương được Thành đoàn Long Xuyên chọn tổ chức đại hội điểm cấp phường, xã của thành phố. Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm đưa các sản phẩm đặc trưng có thế mạnh của địa phương đến với chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, thời gian qua, huyện Châu Phú nỗ lực triển khai nhiều phần việc và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong quá trình xây dựng phát triển sản phẩm OCOP,
huyện Châu Phú chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và có các chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích các tổ chức kinh tế cá nhân trên địa bàn huyện tham gia, chỉ đạo các xã thị trấn dựa trên lợi thế thế mạnh của địa phương xây dựng sản phẩm đảm bảo các tiêu chí về nguồn gốc, đặc trưng và tính bền vững, tăng cường tập huấn tư vấn hướng dẫn xây dựng sản phẩm OCOP theo đúng quy định về xây dựng bao bì, tem, nhãn mác, vân vân. Căn cứ theo các cái kế hoạch cũng như là căn cứ theo cái điều kiện ở địa phương, các sản phẩm có thế mạnh thì khuyến khích các địa phương đề xuất lên phòng nông nghiệp để có một cái hướng dẫn cho các cơ sở này đăng ký cũng như là các cái hồ sơ để đề nghị xét đánh giá cái OCOP. Đến thời điểm này, toàn huyện Châu Phú có 11 sản phẩm tiêu biểu đặc trưng của 7 cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn huyện được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Nhằm nâng cao giá trị sản phẩm OCOP, huyện Châu Phú tiếp tục hỗ trợ các chủ thể sản xuất chuẩn hóa các sản phẩm OCOP đã được công nhận để nâng cấp sản phẩm đạt thứ hạng cao hơn của tỉnh và quốc gia, tạo điều kiện tối đa cho các chủ thể tham gia xúc tiến thương mại thông qua các kỳ hội chợ triển lãm để quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường tiêu thụ, giới thiệu liên kết bán sản phẩm OCOP với hoạt động du lịch trong tỉnh. Đặc biệt, các chủ thể cần chú trọng hơn nữa từ khâu lựa chọn, chế biến và bảo quản sản phẩm, đổi mới tư duy cách làm trong sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, xây dựng nhãn mác thương hiệu sản phẩm để mở rộng thị trường tiêu thụ. 11 sản phẩm đạt OCOP là sẽ kết nối với các cái công ty doanh nghiệp, các cái siêu thị. Phòng nông nghiệp sẽ kết hợp với chủ phòng kinh tế hạ tầng để mời gọi các cái công ty doanh nghiệp này trên cơ sở là làm cầu nối để cho các cái cơ sở công ty của đạt chuẩn có sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao đó thì sẽ trao đổi là liên kết để tạo cái đầu ra ổn định. Dự kiến trong năm 2022, huyện Châu Phú sẽ xây dựng phát triển thêm 6 sản phẩm có thế mạnh của địa phương đạt chuẩn OCOP. Đối với 6 sản phẩm mà dự kiến để phát triển trong năm 2022 đó, thì cái thứ nhất là đối với chỗ ngành chuyên môn là sẽ hướng dẫn cụ thể từng cái chỉ tiêu, từng cái hồ sơ cụ thể, cái nào còn thiếu, cái nào chưa đủ thì để hỗ trợ cho cơ sở làm đầy đủ. Riêng các cái ở địa phương, các xã thị trấn thì nên hỗ trợ và hàng năm phải bổ sung các cái sản phẩm mà có cái thế mạnh của mình, hàng năm được bổ sung vào trong cái lộ trình để mình có cái định hướng để phát triển các sản phẩm đó được tốt hơn. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, sự nỗ lực của các chủ thể sản xuất trên địa bàn huyện Châu Phú trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới công nghệ, đáp ứng các tiêu chuẩn của chương trình OCOP sẽ từng bước khẳng định được vị trí của các sản phẩm trên thị trường trong và ngoài tỉnh, góp phần giải quyết việc nâng cao thu nhập cho người sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế, nông nghiệp, nông thôn. Công an huyện Thoại Sơn cho biết các trinh sát công an huyện vừa bắt và di lý đối tượng Nguyễn Văn Khỏe, sinh năm 1978, trú tại xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, từ tỉnh Tiền Giang về tới địa phương. Khỏe là đối tượng đang lẩn trốn quyết định truy nã nhiều năm nay. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 10 giờ ngày 2 tháng 6 năm 2017, anh Trần Thanh Sang, sinh năm 1976, trú tại ấp Trung Phú 4, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 67K3-0401, đi chợ về và dựng xe trước cửa nhà, rồi vào trong nhà làm việc. Khoảng 30 phút sau, anh Sang ra phát hiện chiếc xe đã bị mất. Anh đi tìm thì được người dân cho biết thấy Nguyễn Văn Khỏe mới chạy chiếc xe của anh. Sau đó anh Sang điện thoại cho Khỏe, đòi lại xe nhưng Khỏe nói không có lấy xe nên anh đến công an trình báo sự việc. Sau thời gian điều tra, xác minh ngày 31 tháng 7 năm 2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Khỏe, nhưng Khỏe đã trốn khỏi địa phương. Đến ngày 30 tháng 9 năm 2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn ra quyết định truy nã đối với Khỏe về tội trộm cắp tài sản. Sau nhiều năm lẩn trốn, Khỏe vừa bị các trinh sát Công an huyện Thoại Sơn bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Tiền Giang. Trưa hôm qua, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, có nhóm đối tượng tại căn nhà số 33, tổ 68, khóm Đông An 5, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên của Nguyễn Thị Kim Toàn, sinh năm 1986, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Công an phường Mỹ Xuyên phối hợp đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Long Xuyên tiến hành kiểm tra căn nhà, phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thị Kim Toàn đang cầm trên tay 4 bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Toàn, lực lượng công an tiếp tục phát hiện thu giữ 12 bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng, nghi vấn ma túy đá cùng nhiều dụng cụ liên quan. Tại cơ quan công an, Toàn khai nhận chất tinh thể trong 16 bọc ni lông trên là ma túy đá. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.